quen luôn. Chiếc ảnh đâu? Chiếc ảnh kìa. Chạy chiếc ảnh. Chiếc ảnh này mới đến tới. Buồn có nét cái bà nội không? Chiếc ảnh này bên đó tới bây giờ. Ai ai cũng có ảnh đâu. Chiếc ảnh xin rượu rồi nha. Cái bà chút cái bà nội cái có khuôn mặt em yêu thương đã đến hết cháu rồi đó. Còn Linh Tý vậy? Linh Tý với anh Sang. Okay.
được. Mấy đứa nó nói giờ là không biết uống lại mình demo chiếc coca đi. Vô nè, chào mừng thành viên mới của team. Alo, giới thiệu với mọi người, đây là đứa con gái thứ tư, con gái thiệt. Ông bà của em nha, mọi người đừng có nhận đứa là đang gái giả. 1, 2, 3, 4, 4 đứa gái thiệt. Go, 1, 2, 3, go. Bốn mượn gái gái đầu tiên trời ơi hai hai cá luôn rồi. Ủa tao về, về còn hồi tao đi siêu thị. Nên Ủa lại chú xin biểu nè. Ủa có đi siêu thị không? Mình có xem tiêu chưa? Là bà nội của Buôn. Bà nội của Buôn. Giờ Buôn về nội chơi. Trời ơi, không giờ lộn với cô mình. Buôn ơi, Buôn về nội chơi hả Buôn? Mặt đồ nhìn đúng không ta? Bình thường. Bình thường với mấy ngày. Gì đó vậy? Lên chưa? Ồ, qua đó rồi.